Thưa quý vị, tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra sự kiện nghệ thuật đường phố, thu hút nhiều khách tham quan đến chiêm ngưỡng các tác phẩm sống động được thực hiện ngay tại chỗ. Với những chất liệu màu sắc từ sơn phun, màu nước, cọ dẻ, các nghệ sĩ graffiti hay còn gọi là nghệ sĩ đường phố đã cho ra đời những tác phẩm đầy sáng tạo, mang thông điệp ý nghĩa về giáo dục, môi trường. Những tác phẩm này sẽ tiếp tục giới thiệu đến công chúng tại nhiều thành phố khác như Đà Nẵng, Hà Nội. Sự kiện cũng chính là dòng chung kết của cuộc thi Tài năng trẻ dành cho các nghệ sĩ nghệ thuật đường phố. Hai nghệ sĩ xuất sắc nhất sẽ có một chuyến giao lưu và tìm hiểu nghệ thuật đường phố tại Pháp trong vòng 15 ngày.